Hôm nay giới thiệu cho anh em một cái combo thơm sạch đẹp cho anh em đây. Đây là một bộ vệ sinh dàn lạnh của Voltronic và một bộ nước hoa của Aroma. Đây anh em thấy đây là bộ nước hoa này. Và đây là cái bộ vệ sinh dàn lạnh cho chiếc xe này. Và cái bộ dày vệ sinh dàn lạnh nó sẽ có ba cái dung dịch hóa chất như này. Đây cho anh em này. Đây, tổng cộng có ba hóa chất như này cho anh em nhá. Và bình thường như anh em mà trên cái xe ô tô ấy, thì cái dàn lạnh nó là cái bộ làm lạnh này, làm nóng này và tuần hoàn không khí trong xe của chúng ta. Thì bình thường như các dòng xe anh em đi lâu rồi ấy, thì là cái dàn lạnh nó sẽ rất là bẩn và bụi, mùi nấm mốc các thứ nó sẽ tích tụ ở trong đấy. Với thời gian dài mà anh em đi, có thể là anh em đi suốt cái đời xe rồi anh em khả năng anh em vẫn chưa bao giờ vệ sinh cái dàn lạnh của anh em mình, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái công bộ dụng cụ, đó là vệ sinh dàn lạnh của Voltronic nhập khẩu từ Đức đấy. Thì bộ đây như anh, chiếc xe Vios này bên em đang tiến hành vệ sinh đây, anh em có thể nhìn thấy đây ạ. Cái dàn lạnh của chiếc xe đã nằm sâu ở tận tít bên trong cái chiếc xe này đấy. Và cái dàn lạnh nằm để sâu trong cái hốc đấy. Và để mà vệ sinh được cái này thì bắt buộc khi mà anh em muốn vệ sinh thì anh em phải hạ cái dàn lạnh, hạ cái táp lô xuống. Nhưng hôm nay em sẽ đưa cái máy nội soi này về để nội soi cho anh em đấy, vệ sinh trực tiếp cái dàn lạnh của anh em. Đây anh em thấy cái dàn lạnh của anh em này. Đây cái dàn lạnh của chúng ta nó nằm sâu tít tít trong ấy. Và đây anh em thấy không ạ, đây cái dàn lạnh đây đấy, nó sẽ là rất là bẩn bụi và rất là khó vệ sinh đấy. Sau khi vệ sinh xong bằng những cái dụng cụ hóa chất của Voltronic này rồi, cái dàn lạnh của chúng ta đã sạch rồi và đã hết mùi ở nấm mốc rồi và cái không khí trong xe đã trong lành rồi, thì tiếp tục hôm nay em sẽ tư vấn cho anh chủ lắp thêm một cái bộ nước hoa khuếch tán nước hoa này nữa. Bộ khuếch tán nước hoa này nó có tác dụng đó là khuếch tán cái bộ nước hoa vào trong xe. Đây là cái bộ nước hoa của bộ nước hoa Aroma này anh em này. Đấy, thì một cái bộ nước hoa như thế này thôi, thì anh em cho vào máy này. Bộ nước hoa này sẽ khuếch tán vào trong hệ thống điều hòa chiếc xe, làm cho chiếc xe của chúng ta mùi nó sẽ thơm đồng đều và nó sẽ không bị nồng. Và có chỉnh trên áp cho anh em, có nghĩa anh em sẽ chỉnh cái bộ máy này trên áp này. Đấy, và để mà tuần hoàn cái nước hoa ở trong cái chiếc xe của mình, anh em có thấy nặng mùi quá thì anh em giảm cái lưu lượng nó đi, và anh em thấy nặng nhẹ mùi quá thì anh em tăng lưu lượng nó lên. Và cái hộp nước hoa này sẽ được giấu kín ở trong phần bên cốp phụ hoặc là những cái vị trí trống ở trong xe để không rất là thẩm mỹ, và anh em lên xe mà không nhìn thấy cái vật dụng gì treo nhưng mà vẫn có mùi nước hoa và thơm. Và anh em không phải lo lắng cái trời nắng là để nước hoa ở bên trên phần mặt táp lô này là nó sẽ nồng này, và lạnh thì nó sẽ không có mùi này, hoặc là để lâu anh em nhiều anh em là nó sẽ rơi cái mặt táp lô, nó sẽ bị cháy cái mặt táp lô, đúng không ạ? Đấy, thì cái bộ nước hoa này sẽ tránh hoàn toàn được hết tất cả các cái mà em vừa mới nói đấy. Nóng thì mùi vẫn như vậy, lạnh mùi vẫn như vậy, và không bao giờ bị nước hoa tràn lên cái mặt táp lô ảnh hưởng đến hệ thống chi tiết nhựa hoặc là chi tiết nội thất bên trong xe nhá. Đấy, còn anh em mà muốn lắp cái combo như trên video của em thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để em tư vấn lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.